cho đại đình coi á, là tóc của cha nó mọc nè, cái xà bông nó mọc, nó mọc không phải là ít đâu đại đình, nó nguyên chùm luôn á nè, thấy không nè, nó mọc lên nè, thấy không đó, nó mọc vậy đó, đầy hết trơn luôn. Đằng sau cũng vậy nữa nè, nó mọc mà nó có lớp luôn, tức là nếu mà Trang cởi cái này ra, phải không, Trang cởi ra thì Trang cho quý vị coi nè, nó đều hết trơn á, nó mọc, nó mọc mà nó mọc đều hết trơn. Đưa cái shampoo đi con. Coi. Đó, là cái loại này nè đại đình. Ok. Trong okay. Costco nó đang bán á. Ok. Rồi. À, Trang muốn cho đại đình coi để đó. Đại đình nhớ cho Costco mua cái đại đình. Cái này trong Costco nó bán á, mấy bữa nó có kiếp bông á nên Trang mua là nó được 5-6 đồng ốp lận. Nó là vừa xà bông gội đầu mà cũng vừa là xà bông xả luôn. Nó là apple, nó bằng giấm táo á, xà bông giấm táo á đại đình. Đó, nhớ vô trong Costco mua nha. Cái này á, cái quan trọng nó mình gội đầu, nó không rụng tóc mà nó còn mọc tóc nữa. Da đầu người nào bị gào nè, cái da mình bị hôi á là nó trị luôn. Nó trị luôn da đầu bị gào và bị hôi luôn nha đại đình. Rất là tốt.